Hôm nay mình rất vui được tham gia chương trình kết nối yêu thương cuộc sống Mỹ của Yên Quỳnh. Mình cũng xin chúc tất cả mọi người luôn luôn nhiều sức khỏe, tâm luôn an, và tìm cho mình một mảnh yêu thương sống cho đến cùng nhau đi đến hết cả cuộc đời này luôn, và sống thật là hạnh phúc. Mình chỉ cầu mong chúc mọi người như vậy thôi. Chị rồi, cảm ơn chị. Chị có thể giới thiệu về mình ha. Mình tên là Khu Mùi. Mình sinh năm 1966. Mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại chị đi làm công việc gì? Hiện tại chị buôn bán tự do. Chị bán cà phê buổi sáng thôi. Sướng vậy. Bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị? 5 giờ là dậy chuẩn bị nấu nước rồi này kia, là 6 giờ kém là chuẩn bị đi ra hàng bán có 9 giờ là đi về rồi. Bán có 3 tiếng hồ thôi. Ngắn chờ dữ đó hả? Chị bán ở đâu? Bán 3 tiếng thôi. Bán ngoài chợ hả? Bán ở ngoài đường Hai Bà Trưng á, bán ở đó là 30 mấy năm rồi. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào? Chị không sống chung với chồng năm nay nữa là được 30 năm rồi em. Lâu dữ rồi hả? Lý do sao hai người chia tay nha chị? Tại vì nói chung là về ảnh thì lúc đầu lấy nhau hai vợ chồng rất là hạnh phúc. Nhưng mà có hai người con, một đứa trai và một đứa gái, mà bỏ hết đứa giữa rồi. Rồi sau cái sống với nhau 3 năm hạnh phúc lắm. Nhưng mà tới năm thứ tư cái anh nói là số anh là phải hai vợ ba vợ gì đó, tại vì gia đình anh có dòng giống hay gì đó, cái mình không đồng ý. Mình đang làm mấy cái ảnh quen bạn rồi ảnh đi, ảnh dắt đi luôn đó. Rồi mình một thời gian sau mình mới bắt gặp, rồi mình mới ly hôn. Mình ly hôn năm 2000 á, số kỳ vậy. Anh cũng bỏ đi mấy năm rồi mình mới ly hôn. Nói số kỳ vậy, anh chịu quá. Chị như ông xã trước với chị làm công việc gì? Bán đề bô đá đó. Đề bô nước đá để giao đá, chở đá đi giao cho những cái mối á. Hai vợ chồng làm chung. Chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của mình đó hả? Ưu điểm của mình là thương yêu, là rất là thật lòng, thương tới chết luôn, coi như là bán cả thân mình luôn á. Với lại mềm lòng lắm, dễ tha thứ, cái gì cũng vậy, nhưng mà thương người lắm nha. Mình có 1.000 mà người ta không có tiền, mình vẫn đem 1.000 của mình đi cho, mình không còn tiền nữa, là cái bản tính của mình là như vậy. Vậy đó, cứ nghĩ là người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết, để cho người ta giữ chắc ăn hơn. Mình bỏ heo là mình đặt, mình lấy mình xài mình trả nợ, còn mình bỏ cho người ta là mình không có đòi được. Cái đó tiền đó nó còn hoài, cứ làm vậy hoài đó. Cả cuộc đời mình cứ làm vậy hoài đó. Tới bây giờ vẫn vậy nha. Còn khuyết điểm của chị? Khuyết điểm của mình hả? Mình rất là thích đi du lịch nha. Mình rất là mê đi du lịch đó. Mình thích đi du lịch nè, vui vẻ nè, nói chuyện hòa đồng nè. Cũng như là lúc nào cũng muốn hai người lúc nào cũng chân thật với nhau hết á. Cái tình yêu thương lúc nào cũng chân thật với nhau, ở người ngoài cũng vậy nữa. Nói chuyện thật lòng là ok, cái gì cũng được.
bởi vì cho nên mình mới nhẹ khả tin đó, mình mới nhẹ lòng nhẹ dạ đó, tin người dữ lắm, chỉ cần người ta nói là mình nghe. Bây giờ chị muốn tìm đó là vậy đó. Bây giờ chị muốn tìm người bạn của mình, chị muốn người đó như thế nào? Thì muốn người đó thì cũng thật tình, vui vẻ mà thương mình thật lòng á. Mình có như là đừng có lừa, đừng có, mình đã thật, mình một khi đã thương thì mình thương rất là chân thật, thì mình mong người đó cũng thương mình như vậy. Chứ lại hả, cuộc đời của mình thích, rất là thích du lịch, mình đã cả cuộc đời của mình rất là khổ rồi, thì cái mình bán thân mình đã từng nè ha, ăn lộn nè, ăn muối nè, nhịn đói nhịn khát nè, ngủ dĩ hè luôn nè, chỉ lo cho hai đứa con học đại học thành tài. Giờ nó có vợ có chồng hết rồi, vì nó chuẩn bị đi Mỹ nữa, ba nó bảo lãnh cho tụi nó đi Mỹ nữa, là mình ở đây có một mình thôi, cho nên mình muốn kiếm bạn là vậy đó. Ồ, ba nó sau khi chia tay chị là đi Mỹ luôn hả? Ba nó là ba chồng của mình là diễn hát ôn à, đi cho nên bảo lãnh đi, bảo bây giờ nó con mình nó đòi đi thì con cha nó bảo lãnh, làm với bảo lãnh xong rồi giờ đợi phỏng vấn thôi. Rồi mình suy nghĩ hoài, cho nên mình muốn kiếm cho mình một tình bạn, chứ không nó đi rồi mình buồn lắm. Tại cả cuộc đời này mình hy sinh cho nó mà mình đâu có quen ai, đâu sống với ai, nuôi cho nó sợ người ta đánh đập nó, cho nên mình hy sinh cho nó quá nhiều rồi. Giờ tới bắt đầu mình phải lo cho mình, lúc này là làm như là trang điểm cho nó đẹp vậy đó. Cái làm đẹp cho mình vậy đó. Con chị còn sống chung với chị không hay là sống riêng? Còn hai đứa mình đâu có gả đi đâu, đứa cưới vợ vô rồi đứa con gái ra lấy chồng á thì mình cũng bắt rễ luôn, nhưng mà đứa con gái thì nó ly dị rồi đó, chồng nó bỏ nó lúc con nó còn 1 tuổi, giờ mình cũng nuôi luôn hai đứa đó. Dạ. Bây giờ chị... đứa 35 tuổi, đứa 32 tuổi rồi chứ bộ. Bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Muốn người đó hả, vui vẻ thương mình thật tình, với lại hả có chuyện buồn vui gì chia sẻ cho mình sẵn sàng chia sẻ hết, mình sẵn sàng, chỉ thương mình là thật lòng. Bây giờ là hả, mình chỉ muốn là hai người sống chung với nhau, lo cho nhau cho đến khi già thôi. Mình muốn vậy đó, mình đừng bao giờ lừa dối mình nữa, lừa dối mình sợ lắm, mình rất là sợ, mình sợ khổ lắm nha, mình sợ lắm. Mình đã từng ăn mặn, ăn chay, ngủ ngoài đường, vỉa hè, bất cứ cái chuyện gì mình cũng đã làm qua rồi. Nhưng mà gọi chuyện bán thân là không có nha. Chuyện đó không có sử dụng nha. Nghèo khổ cỡ nào cũng không làm chuyện đó nha. Thì đó nó khổ lắm, cũng không làm. Có người kia đem tiền lại cho luôn á. Là một anh mà muốn làm quen với chị á, độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Từ hả bằng tuổi mình mà tới 60-70 cũng được nữa, lớn hơn mình một con giáp cũng được nữa. Càng lớn càng tốt, tại vì lớn nó mới thương mình, nó đã từng trải qua những cái tình cảm, tình đau khổ bỏ nhau rồi á hả, thì họ mới biết được là trân quý được cái tình cảm thật sự. Cho nên mình rất muốn như vậy. Tại mình đã trải qua rồi mà người kia chưa trải qua thì người kia đâu biết. Lúc đó cái chuyện này chuyện kia nữa mình muốn à. Bên đó cũng trải qua rồi, mình cũng trải qua rồi, hiểu nhau, thông cảm cho nhau. Nếu mình đó, muốn vậy đó. Nếu anh đó uống rượu chị nghĩ như thế nào? Thì uống rượu là chuyện bình thường thôi, mình nhưng mà mình nên giảm đi để giữ cho sức khỏe cho mình. Mình muốn sống lâu, sống bền, sống chung với vợ con gì cùng đi đến hả một thời gian lâu dài thì mình nên giữ gìn sức khỏe của mình thôi, chứ còn cản thì mình không dám cản. Tại vì số của mỗi người mà, với lại mình cũng không có thích mà can thiệp vào quyền riêng tư của người ta nhiều quá. Nhưng mà cũng nên bớt lại để giữ gìn sức khỏe cho mình. Tại mình bệnh là người khác phải lo khổ lắm, rồi buồn. Rồi khi mà mất nhau phải chia cắt phải sao, một lần tìm lại nhau á, thật là khó. Nhưng mà đừng có làm như vậy, nó đau lòng lắm. Mình chỉ muốn vậy thôi. Con chị như thế nào, có ủng hộ chị đi tìm người bạn mới không? Có, tại vì lúc này nó bữa hổm ba nó về đó, ba nó về rồi không có nói chuyện, nó thấy mình buồn đó. Ba nó về dắt thêm vợ về, con bé đó là bạn của mình mà. Vợ nó là bạn thân của mình mà. Nó về nó không có cho, nó sao nó thấy mình sao giờ này trẻ hơn hồi xưa nữa. Bây giờ này mình còn trẻ gấp
ba lần hồi xưa đó nha, hồi lúc chồng mới bỏ đi nha, bây giờ mình còn trẻ hơn như vậy đó, cho nên nó ảnh nó thấy nó sợ là chồng quay lại rồi này kia, với lại thấy chồng nó không có coi như là không có ý này kia, cho nên mình quyết định mình nói với nó là mình sẽ đi kiếm bạn, mình hỏi nó nói ừ con cũng mong má kiếm được người nào để cho má vui vẻ vậy đó, nó cũng nói vậy đó. À, chứ nó bây giờ nó hạnh phúc rồi, mai mốt nó đi rồi nó bỏ mình ở đây một mình là nó sợ, nó rất là sợ mình hay buồn á. Chị rồi chị coi video của em hay ai giới thiệu chị xem. À cái vụ này mới là hay nè, con cái bà ở ngoài chỗ bán á, là bà đi ngang qua bà nhìn mình bà nói sao lúc mày mai trẻ quá, giờ mai đừng có bỏ tuổi thanh xuân nữa, ba mươi mấy năm rồi, bây giờ đi kiếm đi, hỏi kiếm đâu sợ cũng chết luôn á, kiếm đâu. Cái nó nói là cách nói yêu thương đó, cái bà mới nhắn vô cho mình, rồi cái thì nhắn vô cho mình rồi tạo nhóm gì đó, cái mình mới theo nó mình coi cũng nhiều lắm, cái gì ở Mỹ nè, ở California nè, cái mình coi mình bấm sao vô cái của Yên Quỳnh, thế là mình bấm vô cái Facebook á, mình coi từ trên xuống dưới luôn, mình thấy hay có lý, cho nên đó hả, mình nhắc vô mình hỏi, nhưng mà mình cũng sợ bị lừa nha anh Quỳnh, mình bị lừa hai lần rồi đó nha anh Quỳnh, hồi lúc bốn mấy tuổi mình bị lừa một lần rồi đó, nhưng mà khi ra tới sân bay biểu đưa tiền á, mình nói mình không có tiền, mình nghi ngờ liền, mình nói mình không có tiền, cái sao nó nói không có tiền sao đeo đồ vậy đó, cái mình nói thôi để mình về nhà mình lấy tiền, về nhà mình ở nhà luôn, mình về nhà cái mình đưa điện thoại cho con mình, cái con mình nói giờ muốn gì giờ đưa ra công an đi, vậy là nó thôi đó. Thì đó đó mình ra sân bay đón luôn nó, Yên Quỳnh ra sân bay đón mà kêu chị đưa tiền hả? À kêu nó cầm kim cương á, cầm gì về giờ bắt phạt đó, rồi nó không có đem tiền về, nó biểu mình chuyển tiền vô số tài khoản đó đó, cái mình nghi ngờ liền. Nhưng mà cái người đó có ra gặp chị không? Không, chỉ nói trên điện thoại thôi. Trời ơi mình nghi ngờ liền, mình nói thôi được rồi để nó đi, để mình về nhà mình lấy tiền. Cái nói nha, về nhà khoảng bao lâu, nó nhà tôi ở gần đây nha, sân bay qua Tân Phú qua bên đường Trường Chinh rất là gần, cho nên đợi đi, để về nhà cái mình đưa đi số điện thoại cho con mình á, nó gọi điện nữa mình đưa cho con mình. Thằng trai á nó biết cái vụ này mà, nó nói giờ muốn giờ thôi mẹ tôi thiếu tiền thôi, giờ đi lên công an ăn đi, vậy là nó cúp máy luôn á, nói đủ thứ là nó mới cúp máy đó, mà nó không làm phiền nữa. Là từ dạo đó là mình sợ tới giờ luôn á. Vậy là đi theo dõi của hổng tới giờ đó mới coi đó. Mình không có chịu nóng được á, nóng lực quá mình chịu có được. Chị chiều cao của chị là bao nhiêu hả? Chiều cao là 1m55. Rồi gia đình chị có mấy được mấy anh chị em? À gia đình có 6 người anh trai, có mình gái út mà. Rồi có mình là gái út. Những lúc rảnh rỗi chị thích làm việc gì thì giải trí cho mình? À những lúc rảnh rỗi hả, sáng sớm đi bán xong rồi về nhà là nằm giường xe game để chị bệnh đó, nằm giường massage, rồi cái nằm đó coi game, chơi game tới chiều, tới 4 giờ chiều đi đón cháu ngoại cháu nội, rồi thôi ngày tới tối có nhiêu đó thôi đó. Còn đi chơi ngày nào đi chơi là đi suốt, đi chơi với bạn đó, đi chùa đi này kia là đi mấy ngày vậy thôi. Rồi chị có nấu ăn cho mình không? Ở nhà có ít có ăn lắm, có nấu ăn chứ, mình nấu ăn cho mấy đứa con nữa, nhưng mà hả nó cứ chê mình nấu đồ ăn dở, mình không nấu luôn. Không có nấu thì tụi nó đi ăn cơm tiệm, ở nhà ăn cơm tiệm nhiều hơn cơm nhà. Rồi thì chị thích một anh làm quen với chị trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Nói chuyện vừa thôi, đừng nói đanh lẹ quá sợ mất chồng luôn á, mà trầm tính quá mình cũng sợ nhiều khi ảnh quạo á, thôi nói ảnh bình thường thôi, đừng có quạo, đừng có trầm tính, bình thường thôi, mình là người bình thường mà, cái duyên phận của mình tới đâu là mình sẽ chấp nhận tới đó, chứ giờ mình muốn cũng không có được. Mình nghĩ là vậy đó. Chị rồi chị có thích anh ấy có tính lãng mạn không? Hả? Chị có, nếu một người làm quen với chị á, chị có thích anh ấy có tính lãng mạn không? Thích chứ, đàn ông lãng mạn mới là hạnh phúc á. Bình thường chắc chị mình nhiều khi cũng lãng mạn lắm đó.
Bình thường chắc chị cũng rất là thanh lè hoạt bát đúng Đúng không? Chị rồi chị có bao giờ đi du lịch ra nước ngoài chưa? có đi Thái Lan, đi Thái Lan ước muốn đi về Hồng Kông để gặp lại mẹ, gặp lại gì nào giờ chứ không có gì, không có gặp được bà ngoại, ông ngoại, ông ngoại bà nội, ông nội gì ở bên Hồng Kông hết á, nhưng mà hả không có cơ hội để đi á. Bữa họ muốn đi á thì dịch Covid lại rồi xong luôn, tới giờ luôn, rồi tới giờ luôn là không có đi tới luôn á, chỉ mới đi Thái Lan về thôi. Ok, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là chị sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Sau video này nếu mà chị thích anh nào, ghi ghi số video xuống gửi qua chương trình sẽ cho chị số điện thoại để chị liên lạc với anh ấy ha. Rồi nếu mà sau video Ủa mà này gửi làm sao? Ví dụ gửi là gửi làm sao? Gửi làm sao mà đi vô kênh của Yên Quỳnh? chị nhắn tin qua qua Zalo cho em nè. À vậy hả? Chị Rồi có coi video trên YouTube có. không? Vậy thì chị chụp cái tựa hình, cái tựa đề á, chị gửi qua. Rồi sao À vậy hả? video Trời này? ơi, mình cũng Rồi sao Yên Quỳnh nói sao? sao video này nếu mà anh nào thích chị, chương trình sẽ cho anh ấy số điện thoại để anh ấy liên lạc với chị ha. À, Nhớ mình là cũng thích mình nói chuyện đầu này kia, mình tìm hiểu nhau đi nó vui, mới là lãng mạn á. Rồi khi tìm hiểu phải cẩn thận về tài chính của mình nha chị phải chị, mình phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình nha, phải cẩn thận về tài chính ha. Tài chánh ý là Yên Quỳnh nói là tài chánh là sao vậy, cho mình không có hiểu cái này cho lắm á. Cẩn thận về tiền bạc của mình đó, thí dụ người ta hỏi mượn tiền của mình thì mình từ Ok, chối, giống như nãy hiểu chị hiểu nói với hiểu chị Hoàng vậy đó. à, cái đó hiểu quá, cái đó hiểu quá, cái đó mình đã bị một lần rồi nha, Rồi chị chào mình khán bị giả một giùm lần em là mình ha. sợ rồi. Chị chào khán giả giùm em À, ha. mình á hả, sao nhưng mình nói sao, Chị chào khán giả giùm em ha. mình xin chào khán giả trong và ngoài nước, trên kênh Kết Nối Yêu Thương Cuộc Sống Mỹ của Yên Bình. Mình xin chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe và tâm luôn an lạc, và tìm cho mình sớm tìm cho mình một mảnh yêu thương thật là hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chị. Ba chị good night chị nha.